nhân sinh một kiếp đến đi vô thường. Khi thời cơ đến thì nhà ngươi phải quay trở về ngay. Dám đụng vào người tôi vậy? Vậy là các ngươi không biết gì về Thiên An ta đây rồi. Người thì đẹp như thiên thần, mà tinh thần không có ổn định. Tôi, quản lý của Thiên Ý, Kim Tròn BB. Anh gọi tôi là Quân một lần nữa thì tôi không cho anh ở lại đây nữa. Ok. Có khi nào anh mới là người đứng sau cái vụ này không? Vì muốn đưa bà mới của anh lên để thay thế em chứ gì. Anh nói cho em biết, làm ca sĩ thì cứ lo mà ca hát đi, đừng có chơi cái trò mà ném đá giấu tay. Em tỉnh rồi hả? Anh nghĩ là em cần uống thuốc rồi đó. Anh biết em thích ăn bún bò đúng không? Anh biết một tay mới ngon. Em có biết hát không? Nhảy, diễn xuất, lái xe, lấu nha, quẹt nha. À, bị giặt đồ không? Biết điều không?